Dạ, kính chào quý chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền diện tích bề ngang 5-20 có 50m thổ cư, lộ giới trước nền thì hiện thời là 2m, trên giấy là nó 4m cặp theo kinh gạch. Thì nền thì từ mí này nó sẽ chạy dài vô trong tới mí hết mí tường xây đây ha, là bề ngang 5. Đó, qua cái này thì miếng này thì nó tới hai nền lần. Chủ tách ra hai nền thì đang bán một nền thì 100m2 thì có 50m là thổ cư, còn 50m là cây lâu năm ha. Từ mí này qua tới cái mí giữa này có cái chu ganh nè, qua tới mấy bên kia quay về hướng tây bắc. Hướng tây bắc thì hướng này thì chủ đang có nhu cầu bán với giá là 750 triệu sở hữu ngay. Gạch này là gạch ông Đội, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đường Đinh Công Chánh quẹo vô đây khoảng 300m, cách đường là ba Đinh Công Chánh khoảng 300m nha, cách lộ ô tô là 300m. Thì dài vô trong thì đi thăm tùm lum trơn, nhà cửa dài vô trong rất là đông luôn. Thì từ vị trí nền này sẽ chạy về chạy ra đường Đinh Công Chánh hướng phường Long Tiền, cách lộ Nguyễn Nhân Linh cầu Bình Thủy 3 khoảng chừng 600m. Quay về hướng này thì hướng tây nam, ở đây điện nước sạch đầy đủ ha. Thì từ vị trí nền chạy dài ra cho quý cô chú anh chị em mình xem con đường đi. Cái đường đi thì đây nhà, các nhà rất là rộng đẹp luôn, nhà cửa đông đúc. Từ vị trí nền mà chạy ra đường Đinh Công Chánh khoảng 300m, nhà cửa rất là đông đúc luôn. Giá chỉ 750 triệu sở hữu ngay một nền 50m thổ cư 5-20. Ra tới đây là tới đường Đinh Công Chánh, quẹo trái là ra cầu Bình Thủy 3 thêm 300m nữa, còn quẹo phải gì là chợ Phó Thọ Long Tiền nha. Đây ra đây là lộ nhựa ha, thì chụp lại đó một tí xíu là được cầu Bình Thủy 3 rồi, để chạy về hướng này về hướng Long Tiền, lộ này lộ ô tô 5m lộ nhựa. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến cái nền này thì liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40. Đây là cái bảng cầu gạch ông Đội. Chạy này khoảng 1.5 km là 1,5 cây số là tới chợ Phó Thọ. Diện tích bề ngang 5-20 50m thổ cư có 750 triệu thuộc phố phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trong gạch ông Đội, đường Đinh Công Chánh, cách đường Đinh Công Chánh khoảng 300m. Nền thì cách lộ ô tô khoảng 300m ha. Thì giá 750 triệu, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi dự ý gặp chỗ mình thương lượng mua bán. Xin cảm ơn rất nhiều đã xem video.